Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Bóng Đá STV trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2024. Kính thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta cũng đang có một số những thông tin đặc biệt liên quan đến bóng đá Việt Nam, bởi cụ thể hiện nay thì giải U21 quốc gia thì cũng đang được diễn ra rồi. Vừa qua thì những học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục có những màn tỏa sáng rực rỡ, và đặc biệt khi mà mới trở lại Việt Nam thôi thì ông Kim Sang-sik, huấn luyện viên người Hàn Quốc, đã trực tiếp đến sân để theo dõi và chứng kiến cũng như ăn mừng những bàn thắng cũng như chúc mừng dành cho những cầu thủ trẻ của chúng ta. Và cuối cùng là những thông tin liên quan đến vị thuyền trưởng của đội tuyển U17 Việt Nam, những thông tin rất đặc biệt để chúng tôi có thể gửi đến quý vị và các bạn trong phần thông tin của Bóng Đá STV ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì Thể Công Viettel cũng như là Hà Nội là những đội bóng đã có được niềm vui chiến thắng cuối cùng ở trong lượt đấu đầu tiên của vòng bảng vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2024. Tâm điểm của bảng A đó chính là màn đọ sức giữa chủ nhà PVF và Thể Công Viettel. Ở ngay phút thứ tư thôi, trong một tình huống nhận bóng rất trống trải, Ngọc Tài đã dứt điểm vô cùng chính xác để mở tỷ số trận đấu cho PVF. Nhưng rõ ràng với một đối thủ như là Thể Công Viettel thì họ là một bóng không hề dễ chơi một chút nào. Đặc biệt trong số đó thì cũng có những cầu thủ thậm chí còn đang thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia cơ. Bởi ở phút thứ 26 thì Công Phương đã chuyền bóng rất đẳng cấp để cho Văn Khang vượt qua thủ môn của đối phương, dứt điểm vào lưới trống để gỡ hòa tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi mà phút thứ 45+1 thì Đăng Dương đã tung ra một cú sút trái phá nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel trong một pha bóng rất lộn xộn. Sang hiệp đầu thứ hai thì PVF đã cố gắng chưa tấn công khi mà khao khát có được bàn thắng. Họ đã tạo ra những áp lực cực kỳ khủng khiếp lên phần sân của Thể Công Viettel. Thế nhưng cuối cùng thì mặc dù tạo ra nhiều cơ hội và đặc biệt kiểm soát bóng tốt hơn rất nhiều ở khu vực giữa sân, thế nhưng mà PVF lại không đủ sắc sảo để có được cái cơ hội dứt điểm cuối cùng. Các học trò của huấn luyện viên Duy Đông đã thiếu đi một chút bản lĩnh cũng như một chút những sự may mắn ở những thời điểm quyết định. Và điều gì đến cũng phải đến thôi. Phút 90+2 thì Hữu Tuấn đã ghi bàn khi mà đối mặt với thủ thành của PVF và ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho Thể Công Viettel. Hà Nội trong trận đấu vừa qua thì cũng đã thể hiện một sức mạnh tuyệt đối của mình tại bảng B bằng một chiến thắng rất ấn tượng trước Lâm Đồng. Khi mà áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu, hiệp 1 đó là 3-0 và kết thúc hiệp đầu thứ 2 tỷ số đó là 6-1. Còn tại bảng C thì trận đấu rất đáng chú ý giữa Đông Á Thanh Hóa và Quảng Nam đã diễn ra rất hấp dẫn khi mà đội bóng xứ Thanh đã dồn ép đối thủ và đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đá bồi cận thành của Văn Thuận ở cuối hiệp 1. Và sang hiệp 2 thì sai lầm của hàng thủ đã khiến cho Đông Á Thanh Hóa đã phải trả giá rất đắt và cuối cùng tỷ số dành cho cả hai đội đó là 2-2. Còn một cuộc đọ sức cũng rất đáng chú ý khác, đó là cuộc đọ sức giữa Bình Phước và Long An. Khi mà mãi đến cuối hiệp 2 thì Điểu Quy mới có được màn mở tỷ số dành cho Bình Phước. Thì cuối cùng thì Thanh Tùng cũng đã tiếp tục tỏa sáng với một cú dứt điểm hiểm hóc để lấy lại một điểm dành cho Long An. Như vậy là ở trong trận đấu vừa qua của giải U21 quốc gia thì đã có rất nhiều những tuyển thủ từ đội U19 cho đến U23, thậm chí là những cầu thủ đang thi đấu cho màu áo của tuyển quốc gia nữa thì cũng đã được ra sân. Và đặc biệt thì kính thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã trở về Việt Nam và ông đã có mặt ở trên khán đài để theo dõi cũng như là sẽ có những cái đánh giá của mình để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam hướng tới kỳ AFF Cup 2024. Sau khi mà trận đấu vừa qua giữa PVF và Viettel kết thúc thì ông Kim Sang-sik cũng đã xuống tận sân để bắt tay động viên dành cho những cầu thủ của cả hai đội. Và đây đương nhiên sẽ là một trong những động lực rất lớn để cho những tuyển thủ rất trẻ tuổi thi đấu cho U21 quốc gia lần này, họ sẽ cố gắng để nỗ lực hơn. Còn với bóng đá Việt Nam của chúng ta hiện nay thì thời gian vừa qua là rất nhiều những khó khăn rồi. Những tuyển thủ như là Khuất Văn Khang vừa qua thì cũng đã bị chỉ trích khá nhiều khi mà lên thi đấu trong màu áo của tuyển quốc gia Việt Nam thì cũng đã không thành công. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta đang làm việc với một huấn luyện viên mới, chắc chắn sẽ có những lối chơi mới và đương nhiên liên sự cũng sẽ là mới thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới có những sự thay đổi như thế nào. Và việc làm việc với cả một huấn luyện viên mới như là ông Kim Sang-sik
một huấn luyện viên người Hàn Quốc thì chúng tôi tin rằng là mọi thứ cũng sẽ có sự đổi khác thôi. Bởi dẫu sao thì cái tâm thế của bóng đá Việt Nam hiện nay đang có những sự thay đổi. Chúng ta cần phải trở lại gần như là từ vạch xuất phát vậy. Thế nên là hãy cùng chờ đợi nhé. Mọi thứ hoàn toàn sẽ có thể thay đổi với bóng đá Việt Nam trong cuối năm nay. Và nếu như chúng ta có thể làm được điều đó thì hoàn toàn việc chúng ta có thể lấy lại được vị thế của mình giống như những gì mà chúng ta đã có được ở trong những năm gần đây là hoàn toàn có thể. Còn kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì với đội tuyển U16 Việt Nam thì chúng ta cũng đã thực sự không thành công. Và nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Như được biết thì vừa qua phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm tân huấn luyện viên người Brazil, đó là ông Cristiano Ronaldo, để dẫn dắt đội tuyển U16 Việt Nam trong cái giai đoạn tập huấn thứ hai trong năm 2024. Đây là một huấn luyện viên thì cũng rất trẻ tuổi thôi, sinh năm 1976, quốc tịch Brazil, được biết đến đó là cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội và được đánh giá là góp phần rất quan trọng trong những lần lên ngôi ở V-League cho đội bóng thủ đô trong giai đoạn 2009-2013. Và sau khi giải nghệ thì ông này cũng đã đầu tư rất nhiều cho việc huấn luyện viên và cũng đã sớm hoàn thành khóa huấn luyện viên bằng C AFC do bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam của chúng ta tổ chức trong năm 2014. Sau đó thì ông này tiếp tục trau dồi chuyên môn thông qua các khóa đào tạo huấn luyện viên bằng C BA của Liên đoàn bóng đá châu Âu từ năm 2017 đến năm 2023. Và rõ ràng đó là những CV rất là đẹp. Trong giai đoạn theo đuổi các khóa học thì ông này cũng được tín nhiệm hoặc là tham gia phụ trách các công tác đào tạo các lứa từ U9 đến U19 tại các câu lạc bộ của Bồ Đào Nha. Tại Việt Nam thì ông đã từng đảm nhiệm vị trợ lý huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương trong năm 2021, huấn luyện viên trưởng của U15 Hà Nội trong năm 2023 và gần đây nhất đó là dẫn dắt U17 Hà Nội xuất sắc giành được ngôi vô địch giải vô địch U17 quốc gia Cúp Thái Sơn trong năm 2024 này. Bên cạnh đó thì trước khi bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội U16 Việt Nam thì ông có từng tham gia ban huấn luyện của đội tuyển U16 Việt Nam trong giai đoạn tập trung đợt 1 của năm 2024. Cho nên được đánh giá là sẽ có rất nhiều những cái điểm thuận lợi khi mà chính thức cầm quyền đội tuyển U16 Việt Nam để hướng đến vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra ở ngay trong tháng 10 này thôi. Để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025 thì vừa qua thì huấn luyện viên người Brazil này cũng đã cố gắng và đã lựa chọn ra đề xuất một danh sách tập trung cho đội tuyển U16 Việt Nam gồm có 26 cầu thủ. Trong đó có một nửa là các gương mặt đã từng thử lửa tại các giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 vừa qua. Lực lượng còn lại đều là những cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt và thuyết phục tại giải vô địch U17 quốc gia 2024. Trong đó có những cái tên rất nổi bật được bổ sung như là Nguyễn Văn Thăng Long, thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch U17 quốc gia 2024, hay là bộ đôi cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất đó là Đặng Công Anh Kiệt và Trần Hồng Kiên. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển U16 Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 1 tháng 8 để chuẩn bị tham dự giải giao hữu U16 quốc tế được diễn ra tại Trung Quốc trong khoảng tháng 8 tới. Đối thủ của đội tuyển U16 Việt Nam là những đội bóng rất mạnh U16 Trung Quốc, Uzbekistan và Nhật Bản. Đây cũng là các đối thủ mà vừa qua thì chúng ta cũng đã có những trận đấu giao hữu ở cấp độ đội tuyển U19 rồi. Sau đợt cử dượt hữu ích này thì đội tuyển U16 Việt Nam sẽ tiếp tục được phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện sang Nhật Bản để tập trung trong tháng 9 để chuẩn bị bước cuối cùng cho vòng loại U17 châu Á 2025. Ở vòng loại giải U17 châu Á 2025 thì đội tuyển U16 Việt Nam là đội bóng chủ nhà và chúng ta sẽ lần lượt tiếp đón các đối thủ đó là đội tuyển U17 Kyrgyzstan vào ngày 23 tháng 10. Vào ngày 25 tháng 10 thì sẽ là đội tuyển U17 Myanmar và cuối cùng ngày 27 tháng 10 đối thủ của U17 Việt Nam khi đó sẽ là đội tuyển U17 Yemen. Hy vọng rằng là đội tuyển U17 Việt Nam sẽ cũng tiếp tục khởi sắc với một huấn luyện viên mới để khiến cho chúng ta sẽ có phần để có thể yên tâm cho bóng đá Việt Nam trong nửa năm vừa qua. Thực sự khá là buồn đúng không ạ? Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những phần thông tin tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.